Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lô một phôi sam ngọc nha. Hàng mini siêu lũa nha anh chị cô chú. Lũa đỉnh nha. Cái này quanh ngang ở vị trí cục lũa đây là 20 nha, cao từ cái mặt bầu lên đỉnh lũa đó là 22. Này, anh chị cô chú soi lại thổ keo giúp em nha. Đây bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Mặt sóng chơi chốt sóng ở đây nha, và đây cũng có chơi chốt sóng nha. Lũ đỉnh như một hòn núi luôn nha anh chị cô chú. Đây là mặt sau của cây. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.